Rồi chào bà con nha, hôm nay thiệu con Isaki nè, mới chát trong thùng bà con có đề luôn nha. Isaki anh là ép đó, dân ma thuộc dân ma đó bà con, anh là ép 80 là 8 ngựa, đẹp cực kỳ không bà con. Đây dân ma Isaki là thuộc dân ma nha bà con, có sườn thì sườn Isaki, những cái máy dân ma nè. Đây anh là ép 80 K750 751 mới chát trong thùng luôn bà con ơi, mới đẹp như trong thùng luôn, thiếu quên xin bìa luôn nha. Rồi có lưỡi đã không, xanh bìa luôn nè, giờ đề luôn nè, để thử cho bà con coi nha, con tắt đề nó đây. Đây đã rồi con, đã không, đưa ra miếng khối luôn nè bà con, đẹp cực kỳ không, đẹp được sáng luôn nè, quá đã luôn. Xin đi nha, chết đè luôn, quá đã. Đây là những cái mà con coi nha, đã rồi con, rất đã nè. Ok nha, Isaki nha, hai máy là cục này nè, mà hết xe dầu là bẻ dầu qua ngọn dầu là con đó, nó đã nha, mất đây nó chị xanh dờn luôn, đẹp cực kỳ luôn, quá đẹp rồi con, chạy nhiễm nhừ không, đèn sáng ghê không, vô ra miếng khối luôn mà con, ghê không, xanh bìa luôn nha. Ồ, số bổng còn đẹp cơ nè, quá đẹp luôn, 6 số luôn nha, 6 số tới, 2 số lui, 2 số xới, đặc biệt cái xanh bìa nha bà con, quá đẹp luôn nè, quá đã luôn. Bánh bổng còn đẹp nè con, bánh 512 nè, con này còn đẹp chưa, rửa còn đẹp nữa con. Thôi đổ dầu chạy thử bà con coi nha, nước xanh rồi còn luôn nè, quá đã luôn. Isaki nó cũng thuộc là giọng Yama nha bà con. Đây Yama, đây Yama, đây Yama, Yama nó thuộc là NF80 hay gọi là TF80 đó bà con, màu xanh đẹp cực kỳ luôn, con ít xài thôi con, bô bổng còn bóng ít xài nè, quá đẹp luôn bà con, đề bổng rồi đã không, chưa rửa đó, con này rửa lên đẹp như trong thùng luôn á, trong còn mới nè, quá trời luôn nè, trong còn mới ít xài nè, à thùng dầu còn trắng tươi luôn, ít xài nè, thùng này ít xài, quá đã luôn, xin bìa luôn nha bà con. Đây có mấy chốt luôn nè, ồ con này ít xài, nó có lò xo nó còn mới 7 màu luôn, ít xài nè, quá đẹp. Ê, hết dầu rồi nha. Ê, chơi thôi chứ hết dầu rồi, thử một cái rồi còn chạy không, còn hết dầu bà con. Thôi đổ dầu quay thử cho bà con coi cái chơi, quá đã luôn. Anh NF80 hay gọi là TF8 á, 8 ngựa, ốc hát 7 màu, ít cây xài rồi con, quá trời đã luôn nè, quá trời đã luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707, quá đẹp. Isaki alo, nghe anh ơi, phải xúc trắng hả anh? Dạ yeah. Đặc biệt đời này cái bình bà con đề tự sạc luôn nha, tự sạc tự đầy tự ngắt luôn nè, đây còn sạc nó rất là dữ nha, 12V tự đầy tự ngắt luôn nha, quá đẹp bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.
quá đẹp đó bà con. NF8 8 ngựa dân ma nha, xanh bìa luôn nha, quá đẹp. Có đề luôn luôn nha. Quá đẹp bà con ơi, về rửa gáy lên đẹp lắm. Cái này nó chở hàng mà. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. Quá đẹp luôn bà con. Mới đăng xong bán luôn à. Bán chưa được 5 phút nữa. Quá đẹp luôn trời.